Xin chào các bạn, nay mình giới thiệu các bạn về cách sử dụng và sửa chữa chiếc thang đa năng này các bạn nhé. Các chiếc thang giúp tiện lợi cho các bạn sử dụng trong gia đình và nơi thấp, nơi cao các bạn nhé. Các bạn ơi, đây là chiếc thang leo trèo nhé các bạn. Và cách sử dụng là các bạn tháo ra, và chiếc thang này có độ cao là 4 mét. Các bạn nhìn thấy nó rất là thấp nhưng khi sử dụng đây nó sẽ rất là cao. Và các bạn để ý video của mình nha. Chiếc thang này nó có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Nó có 14 bậc. Thì các bạn, và dưới này là chân đế của nó là 40 phân. Và cách sử dụng của nó rất là đơn giản các bạn nhé. Khi các bạn sử dụng chiếc thang này các bạn nâng lên là chốt nó sẽ tự động nó đóng chốt các bạn. Và khi các bạn là không sử dụng nữa, các bạn ở đây có hai cái nút, các bạn bấm nó sẽ sụt xuống. Và các bạn muốn cao bao nhiêu các bạn nâng nó lên đấy, nâng lên thì nó sẽ rất là cao. Cứ một bậc thang nó sẽ cho các bạn là được 40 cm nhé các bạn nhé. Và cách sử dụng khi nào các bạn nâng nó lên bao nhiêu thì nó sẽ cao bấy nhiêu. Và khi nào các bạn không dùng nữa thì các bạn hãy đóng nó xuống, sụp nó xuống các bạn nhé. Và các bạn sụp nó xuống thì các bạn nhấn đều hai công tắc. Ở đây là nó có hai cái nút, đi ra ngoài đi sổ nhưng mà sổ đi mà. Và các bạn hãy đóng nó xuống nhé. Và trong khi đó các bạn đóng nó xuống thì các bạn tay các bạn để như thế này, hai bên tay bạn nhấn đều hai nút thì cái thang nó sẽ sụt xuống đó. Thì cái này là nó cái chế độ là nâng lên nâng xuống nhé các bạn nhé. Các bạn lưu ý với mình là cái hàng thang này là nó là mô men nha các bạn ơi. Và các bạn khi nào sử dụng, ví dụ là các bạn nâng lên thì nó sẽ lên như thế này. Và các bạn dựa vào để các bạn có thể leo trèo lên. Và khi các bạn không dùng nữa thì các bạn là sập nó xuống như thế này các bạn nhấn đều hai nút này nhé các như thế này. Và cái phần dây này là mình để góc máy các đồ mình treo lên đây, khi mình ở trên cao mình không tiện đi xuống mình lấy, mình và lắp nó vào đây các bạn nhé. Và các bạn muốn sử dụng nó thì các bạn cứ nâng lên, nâng lên, nâng hết cỡ nó lên thì nó sẽ đóng cái van chốt lại đấy nha các bạn. Đó thì nó sẽ đóng lại, nó không dùng không sụt nữa. Các bạn lôi nó xuống nó cũng không xuống đâu các bạn nhé. Còn khi nào mà nó có một cái chốt đây này. Và khi các bạn tháo cái chốt này ra thì nó sẽ ra nhé các bạn. Đây, nó sẽ là có một cái chốt như thế này, cứ mỗi nấc là nó gồm hai cái chốt để nó lấy nhé các bạn. Và khi nào các bạn dùng vào thì các bạn nhét nó vào đây. Đó. Các bạn đóng nó xuống thế này. Khi các bạn không dùng nữa các bạn cuộn dây này lên. Cái dây này là nó để nó buộc các cái bậc thang lại các bạn nhé. Và các bạn không dùng nữa thì các bạn là kéo nó lên. Nó như thế này. Và nó là cũng là một máy móc để thiết bị hỗ trợ cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Và sản phẩm thang này
Và giới thiệu các bạn là chiếc thang này nó chỉ như thế này. Nó dài 70 phân và trọng lượng của nó nặng là 12 kg nhé các bạn. Và các bạn xem nhé. À, các bạn ơi, video của mình đến đây là kết thúc rồi các bạn nhé. À, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào các bạn.